Đông đảo người biểu tình tập trung tại Paris, Pháp hôm qua để phản đối sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đảng Tập hợp Quốc gia RN cực hữu trong cuộc bầu cử châu Âu vào Chủ nhật tuần trước. Cảnh sát ước tính có tới 100.000 người tham gia vào cuộc tuần hành. Tổng thống Emmanuel Macron đã phải kêu gọi tổ chức bầu cử sớm trong vòng 2 ngày, vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7, sau khi liên minh trung dung của ông thất bại trong cuộc bỏ phiếu nghị viện châu Âu và Đảng Tập hợp Quốc gia giành thắng lợi lớn. Một loạt cuộc thăm dò ý kiến đầu tiên dự đoán Đảng cực hữu có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp và có quyền điều hành chính phủ. Hôm thứ Năm ngày 13 tháng 6, các đảng chính trị đại diện cho cánh tả Pháp thông báo đã đạt được thỏa thuận thành lập mặt trận bình dân để tham gia cuộc bầu cử quốc hội sớm sẽ được tổ chức trong tháng tới.